Một lần nữa, sự xuất hiện của Trinh và Bảo trong một version hoàn toàn mới cho buổi tối hôm nay. Vỗ tay thật lớn để cùng chào đón lý do mà chúng ta đang có mặt tại Đà Lạt ngày hôm nay ạ. Khi mà chị Trinh có kể về anh Bảo thì lúc nào chị Trinh cũng sẽ nói là anh Quốc Bảo, hai tiếng cũng là anh Quốc Bảo, rất là ngọt ngào. À, chị của em hôm nay thực sự là rất là nhiều cảm xúc. Bây giờ lần tiên là em thấy bình thường chị Trinh đã rất là xinh đẹp và rất là nổi bật rồi, nhưng mà hôm nay là chị Linh cũng chúc hai bạn, cảm ơn Bảo đã yêu thương Trinh, cảm ơn Bảo đã ở bên Trinh, và Linh cũng chúc hai bạn là hãy nắm tay nhau thật chặt, không chỉ có những cái ngày vui mà cho những cái ngày khi mà mình bị đời vả vào mặt, mình gặp sóng gió thì vẫn luôn bên nhau. Tại rừng Thông Mơ Đà Lạt cho phép chúng tôi được tuyên bố Trinh và Bảo chính thức trở thành vợ chồng trong sự yêu thương của tất cả chúng ta. Thấy hai đứa cho đến được tới như hiện tại thì rất là vui, rất là chúc phúc cho hai em ha. Thì hôm nay thực sự là không có ba mẹ ha. Bảo đi theo thì anh cũng gửi gắm Bảo cho Trinh ha, thì mong hai đứa luôn luôn hạnh phúc ha. Anh không biết nói gì hơn nữa, thấy con đứa hôm nay về rất là vui rồi ha. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc Trinh và Bảo sẽ mãi mãi bên nhau và sẽ có những điều tốt đẹp đến với hai bạn. Nhưng mà câu cuối thì tao muốn nói với mày là don't fuck up bro. Bạn này bóc lá bài là bịt mắt bạn này, ngửi nách ba người. Và tìm ra bạn của mình cũng vậy.
khi mà đứng ở đây thì em sẽ chỉ chúc anh chị một điều nhỏ thôi. Đó là chúc chị Trinh sẽ luôn là công chúa của anh Bảo. Và cả hai anh chị sẽ không chỉ có ngày hôm nay mà còn là 5 năm, 10 năm, 15 năm, tất cả chúng ta đều sẽ cùng gặp gỡ nhau trong những buổi tiệc thật là hạnh phúc, thân mật cùng với anh chị.